Thầy các bác nhá. Em hôm nay thì sẽ giới thiệu cho tất cả các bác xem ngắm cái chiếc xe mang tên là Hyundai Verna, sản xuất năm 2008, số sàn máy 1.3, xe màu bạc. Và cái chiếc xe này biển Hà Nội và đã được đi rút hồ sơ rồi. Bác nào mà mua chiếc xe này về chỉ việc đi nhập tên thôi nhá. Một chiếc xe rất là đẹp luôn và có cả màn hình camera lùi. Và đặc biệt là có 4 kinh điện các bác nhá. Bình thường những cái dòng này thì thường thường là người ta chỉ có 2 kính điện đằng trước thôi, nhưng mà chiếc xe này của em thì hiện tại đang có là 4 kính điện. Và hiện tại thì nhà em đang có 2 chiếc các bác nhé, 2 chiếc xe như thế này. Một chiếc 2007 và một chiếc 2008. Giá tiền thì em đang bán loanh quanh tầm khoảng trên dưới 160 triệu một chiếc. Bác nào mà đang quan tâm đến cái chiếc xe này thì các bác hãy alo cho em để được biết thêm thông tin chi tiết về từng chiếc một nhé. Nhà em hiện tại đang có 2 chiếc để cho các bác lựa chọn. Bác nào mà lựa chọn chiếc nào thì các bác hãy alo cho em. Thì vừa rồi thì em cũng đã đi lưng 2 kính điện đằng sau rồi, hết tổng là cũng mất 4 triệu một chiếc. Đấy. Nghĩa là bình thường ra thì những chiếc này thì người ta chỉ có thiết kế ra là 2 cái kính điện đằng trước thôi. Nhưng bây giờ thì cửa hàng em lấy về thì đã được độ lên thêm 2 kính đằng sau, đều là kính điện hết. Đấy, hai chiếc em đều đã được cho đi độ kinh điện rồi các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì đến với cửa hàng em. Tất cả xe thì tất cả là mọi thứ là rất ok, xe đảm bảo các bác luôn là không đâm đụng va chạm và không ngập nước. Đấy, không tai nạn, không ngập nước các bác nhé. Và những chiếc xe nhà em các bác đến và xe mà mua thì các bác mua về sẵn dùng thôi, không phải làm gì. Các bác mua về sẵn dùng các bác nhé. Đấy, một chiếc xe rất là sạch sẽ, ngoại thất sơn si rất là sạch đẹp luôn, nội thất đẹp. Bên em thì lấy cái chiếc dòng lấy cái dòng xe này về thì cũng đã được cho đi độ như vừa em nói đúng không ạ, là camera lùi này, rồi màn hình này, rồi hai kính điện đằng sau này cũng đã được độ hết rồi các bác nhé. Cho nên là các bác mua về không cần phải độ thêm, bọn em biết chỗ độ với lại cách độ, cho nên là nó được rẻ và giá hợp lý, đảm bảo là cái chất lượng nữa. Kính lên xuống rất là nhẹ nhàng, đơn giản luôn. Đây, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho các bác xem cái chiếc xe mang tên là Hyundai Verna này nhá. Một chiếc xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một dàn lốp đẹp, đăng kiểm của đến tháng 4 năm 2012, còn tương đối là dài. Và đây em quay cho các bác xem qua cái phần nội thất bên trong của cái chiếc xe này nhá. Tí em sẽ quay kỹ chi tiết cho các bác xem luôn nhá. Đây là phần nội thất bên trong của xe đây các bác xem. Camera lùi, màn hình các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Đây, chìa khóa khiển nhé. Đây, khóa khiển thông minh đầy đủ hết. Đây, màn hình đây. Màn hình sắc nét luôn các bác nhé. Đây, màn hình đang chạy. Thì em sẽ quay chi tiết cho các bác xem luôn. Và bây giờ em sẽ đóng cánh cửa lại và quay cho các bác xem phần ngoại thất bên ngoài của cái chiếc xe Hyundai Verna này. Đấy, như em nói thì nhà em đang có 2 chiếc. Bác nào quan tâm chiếc nào thì các bác hãy alo trực tiếp cho em để được biết thêm thông tin chi tiết chiếc xe đấy nhé. Cái chiếc xe kia của em thì nó có thêm một cái nữa là đã có na răng đúc rồi. Và chiếc này thì chưa có. Đấy. Bây giờ em sẽ quay gần hơn để cho các bác xem về cái chiếc xe Hyundai Verna của em nhé. Các bác xem và cảm nhận, bác nào ở xa thì xem kỹ nhé, bác nào ở gần thì xem rồi và đến xem xe để được chạy thử cảm nhận luôn. Còn bác nào ở xa thì xem thật kỹ để được làm sao chi tiết nhất. Và các bác hãy kết nối Zalo theo số điện thoại là 0938 586 307 để được biết thêm thông tin chi tiết nhất về từng chiếc xe một nhé. Đấy. Địa chỉ xem xe ở tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Đây là cái biển đây ạ. Em hiện tại thì cũng mới mở thêm một cái địa điểm nữa ở tại bên cạnh đây. Để những chiếc xe cỏ bên đây. Còn những chiếc xe mà đẹp đẹp thì em để bên kia nhé các bác nhé. Chiếc Innova bản G đời 2007 giá loanh quanh 300 triệu. Cũng sẽ chiếc xe này mới nhập về nhé. Em sẽ quay để cho các bác xem sau. Bây giờ thì cái video này em sẽ làm chi tiết cho các bác xem. Riêng biệt cái chiếc xe này thôi. Video này em sẽ quay chi tiết chiếc xe này thôi chứ không quay nhiều xe các bác nhé. Bác nào mà quan tâm chiếc xe nào thì các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh được theo dõi để cập nhật những cái mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng. Và các bác nhấn thêm một lần nữa nút thông báo chuông để được thông báo những chiếc xe mới nhất em đăng lên. Và em và điện thoại của bác sẽ được thông báo ngay. Đấy. Rồi đây camera nhé, camera mới còn mới tinh luôn các bác nhé. Mới lắp camera xong, camera còn rất là mới, màn hình mới này, camera mới này và kính điện mới này, đúng không ạ? Một chiếc xe máy móc cực kỳ ngon nhé các bác nhé. Máy móc của chiếc xe này thì cực kỳ ngon và êm.
Đấy, chạy bốc của em, và đặc biệt là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây là phần nóc của xe đây, em quay cho các bác xem đây. Xe rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn nhá, một dàn lốp đẹp đây các bác xem nhá. Em sẽ quay tất cả bốn cái chiếc lốp cho các bác xem, lốp hay còn gọi là vỏ, đúng không ạ? Lốp đây nhá các bác nhá, lốp rất là dày dặn, cũng khá là, em quay làm sao cũng khá là chi tiết để cho các bác xem về bên ngoài hình thức của cái chiếc xe Hyundai Verna này, đúng không ạ? Đấy, đây các bác xem nhá. Đây các bác xem kỹ nhá các bác nhá. Đây nữa, đây chiếc lốp này nữa đây các bác xem. Xe lốp lắp còn rất là dày dặn, còn rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Một dàn lốp này thì các bác nếu mà đi mua ấy, thì nó cũng loanh quanh mất cả chục triệu rồi, đúng không ạ? Nếu mà chiếc xe mà đẹp nhưng mà lốp mà lại bị mòn đấy, đúng không ạ? Các bác mua về thì các bác phải đi thay lốp, mất cả chục triệu ngay, đúng không ạ? Nhưng chiếc xe này của em thì lốp nắp còn rất là dày, các bác mua về chạy thoải mái luôn, một thời gian dài nữa các bác cũng phải thay nhé. Rồi ok, bây giờ em sẽ quay đến cái phần nội thất bên trong của cái chiếc xe này cho các bác xem nhé. Nội thất chiếc xe này là màu kem, hai màu nhé, màu kem và màu đen. Và bây giờ em sẽ quay luôn cho các bác xem. Đấy, đây là phần tắp ly của cánh đằng trên bên phụ các bác nhé. Đấy, đây em quay gần hơn. Đấy, còn đây là phần nội thất bên trong, như là ghế, như là sàn, đúng không ạ? Vô lăng củ số đây các bác nhé. Đấy, vô lăng tích hợp túi khí và phím điều khiển nhé. Đấy, chiếc xe này được tích hợp túi khí an toàn ở giữa vô lăng luôn. Và đây là màn hình, màn hình của xe nhé. Hiện tại thì em chưa cho đĩa vào cho nên là hiện tại nó cũng đang trong chế độ là đang bật đài FM. Loa hay nhá các bác nhá, loa rất là hay luôn. Và một bộ ghế da còn tương đối là mới. Đây các bác xem, bộ ghế da còn tương đối là mới nhá. Thì em đi đến đâu em sẽ quay cho các bác xem đến đấy. Đây các bác xem. Và tiếp theo nhá, như vừa nãy em cũng đã giới thiệu là cái cánh đằng sau này thường thường là quay tay, đúng không ạ? Nhưng mà đây thì các bác xem, và cái kính điện em đã được độ rồi. Đây kính điện đây nhá. Đây kính điện lên xuống bình thường nhá các bác nhá. Đây, ấn nút này. Đây em ấn nhá, ấn cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Đấy, lên xuống rất là khỏe và nhẹ nhàng luôn, đúng không ạ? Đấy, mất 4 triệu để đầu tư ra hai cái kính điện đằng sau các bác nhá. Em vừa đầu tư mất 4 triệu đấy ạ. Cái màn hình thì cũng mất, hoặc màn hình camera lùi cũng mất hơn 2 triệu. Đấy là cũng rơi tầm khoảng 6 triệu rồi, đúng không ạ? 6 triệu cho một bộ màn hình và camera lùi. Trong đó có cả cái bộ kính điện nữa, đúng không ạ? Đây bây giờ em đang quay cho các bác xem cái cánh đằng trên bên lái nhá. Đây các bác xem thật kỹ và em quay thật gần để cho các bác xem. Bác nào mà đang quan tâm đến cái chiếc xe rồi, dòng xe này, một chiếc xe lồi đồng cối đá, một chiếc xe ăn rất là ít xăng, chạy thì cũng khá là êm, một dòng xe hai đầu có cả cốp đằng sau, đúng không ạ? Các bác đi có thể được chở được rất nhiều đồ. Đấy. Mang tên là Hyundai Verna, một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhé, dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Anh em hiện tại thì vừa em cũng nói là anh em đang có hai chiếc, thì mời các bác qua xem để được cảm nhận là các bác mua chiếc xe nào thì em sẽ bán cho chiếc xe đấy nhé. Đây là cái phần nội thất bên trong của cái chiếc xe Hyundai Verna. Vừa em quay đến bên kia rồi, đúng không ạ? Bây giờ em sang bên đây em quay cho các bác xem thêm. Xe 5 chỗ, khoang cũng khá là rộng, đúng không ạ? Cái dòng xe này thì nhiên liệu rất là hợp lý luôn nhá. Thì tầm khoảng 5 đến 6 lít trên 100 km thôi, cực kỳ là hợp lý luôn. Những chiếc xe này các bác mà mua về chạy dịch vụ hay chạy đi nhiều đi xa cũng rất là ok. Đấy, kính điện bên đây cũng vậy nhá. Đấy, thì đây em cũng quay cho các bác xem luôn. Đây, kính điện lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn đây. Đây, lên nhá, em cho lên nhá. Đấy, lên xuống nhẹ nhàng luôn. Đấy, các bác xem. Rồi ok, thì vừa rồi em cũng đã quay cho các bác xem cái phần nội thất bên trong của xe rồi, đúng không ạ? Đây là phần trần của xe đây các bác nhá. Đây là phần trần của xe.
Vừa rồi thì em cũng đã quay. Hôm nay em hơi hụt hơi một tí cho nên từ người hôm nay hơi khó chịu cho nên nói là hơi hụt hơi. Bác nào mà xem video của em thì cũng thông cảm một chút nhé. Những video khác em cố gắng làm tốt hơn để cho các bác xem. Hôm nay người hơi ốm, hơi khó chịu một chút cho nên cũng làm sao có video thôi ạ. Vâng. Nhưng mà em quay cũng khá là kỹ đúng không ạ? Bác nào mà muốn xem thêm một số bộ phận nào cũng như là chi tiết nào của xe thì hãy nhập Zalo theo số điện thoại là 093 8586 307 nhé, để được biết thêm thông tin chi tiết của xe cũng như là hình ảnh cũng như là giấy tờ cũng như là tiếng máy lổ của xe nhé. Em sẽ gửi cho các bác qua Zalo. Các bác cứ vào nhắn tin qua Zalo số đấy nhé, em sẽ biết và em sẽ kết bạn, em sẽ cho các bác thông tin một cách chi tiết nhất. Rồi ok, em cảm ơn các bác đã quan tâm đến kênh bán hàng của em, đặc biệt là hai chiếc xe Vola. Và địa chỉ nhé, em đọc lại nhé. Địa chỉ bãi xe nhà em ở tại số 156 Ngô Bệ, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương. Và các bác nhấn bản đồ theo cái địa chỉ là Trăm Ô Tô Hải Dương. Các bác nhấn vào định vị là Trăm Ô Tô Hải Dương là ra nhé các bác nhé. Nhà em rất là nhiều xe để cho các bác lựa chọn. Các bác xem thì nếu mà các bác nào mà chưa nhấn đăng ký kênh thì các bác hãy nhớ nhấn một lần đăng ký và một lần chia sẻ và một lần thông báo chuông nhé. Còn đó, các bác nào mà đang yêu thích kênh của em thì các bác hãy ủng hộ em bằng cách là chia sẻ của em cho nhiều người biết đến nhé. Ok, em cảm ơn ạ.